350-900. Flight number VN221, scheduled to Ho Chi Minh City. Flight time today is 1 hour and 45 minutes. Time being, we are ready, but still waiting for air traffic control clearance. Expect ready about 5 to 10 minutes. Smoking is not allowed on all Vietnam Airlines flights, including the use of electronic cigarettes. Quý khách vui lòng để hành lý xách tay trong ngăn đựng hành lý phía trên hoặc dưới ghế phía trước, không để hành lý trên lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Please stow your hand luggage in the overhead compartment or under. Trường hợp hạ cánh khẩn cấp xuống nước, áo phao được để trong túi phía dưới ghế hoặc ngăn chứa cạnh ghế. There is a life jacket stored in a pouch underneath or between seats. Sử dụng bằng cách lấy áo ra khỏi túi, mặc choàng qua đầu, thắt chặt dây áo quanh eo. In case of water evacuation, remove the life jacket from the pouch. Put it over your head and secure the tapes firmly around your waist. Không được làm phồng áo khi ở trong máy bay. Tại cửa thoát hiểm, quý khách làm phồng áo bằng cách giật mạnh thẻ đỏ hoặc thổi vào miệng vang. Do not inflate it while you are inside the aircraft. The life jacket must only be inflated by pulling down sharply the red tag when you are at the exit. It can also be manually inflated by blowing air into the two mouthpieces. Trên áo phao có đèn và còi để gây sự chú ý trong việc cứu nạn. A light and a whistle are attached to the jacket for attraction. Trên máy bay có sẵn áo phao dành riêng cho trẻ em. Quý khách không được lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có yêu cầu của tiếp viên.
1 giờ 10 phút khuya, nhiệt độ bên ngoài là 27 độ C. Quý khách vừa là người yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cái dây an toàn được tắt. Khi mang hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý ở bên trong. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, Thủ trưởng Lê Đức Phong, Tiếp viên trưởng Phùng Vũ Phương Liên và phi đoàn xin gửi tới quý khách lời chào tạm biệt. Ước mong sẽ đón tiếp quý khách cho những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, we are landing at Tân Sơn Nhất International Airport, Ho Chi Minh City. It is now 10:11 p.m. The outside temperature is 27 degrees Celsius. Please remain seated, your seatbelt fastened until the